Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp gặp đại thảm họa trong ngày 28 tháng 9 âm lịch. Quý vị cùng chiêm nghiệm xem có đúng không nhé. Thưa quý vị, mặc dù khoảng thời gian trước đó, những con giáp này có thể có những tháng ngày yên bình, thu nhập tăng 9 con số, nhưng tử vi học có nói, khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 9 trở đi sẽ là lúc thử thách sự chịu đựng của họ. Tuy họ vẫn luôn cố gắng hết mình, công việc bận rộn luôn chân luôn tay, nhưng những gì họ thu về sẽ không được như ý. Không chỉ vậy, những con giáp này còn gặp hạn tiểu nhân nên bản mệnh thường xuyên rơi vào những tình huống chẳng đâu vào đâu. Trong công việc, thường ngày có thể gặp phải không ít sự ganh đua, mâu thuẫn với cấp trên và đồng nghiệp do bất đồng quan điểm. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Một, tuổi Tuất. Cục diện tương hại gây hung vận khá lớn khiến cho bao nhiêu may mắn của người tuổi Tuất dường như tan biến hết. Công việc của bạn không mấy suôn sẻ và bạn liên tục mắc phải lỗi sai, tâm trạng, vì thế cũng trở nên bực dọc, khó chịu, càng loay hoay lại càng lộ ra nhiều sai sót. Kiếp tài còn cảnh báo nguy cơ mất tiền, mất bạc, làm ăn thua lỗ hay bị lừa lọc của con giáp này. Do con giáp này không sáng suốt khi đưa ra những quyết định quan trọng liên quan tới tiền bạc nên vô tình phạm phải sai lầm đáng tiếc. Thổ sinh xuất cho kim còn là điềm báo chuyện tình cảm có nhiều bất đồng và mâu thuẫn. Bạn và người ấy đều bảo vệ ý kiến của mình đến cùng, không ai chịu nhường nhịn, hạ cái tôi của mình xuống để giải quyết. Điều đó chỉ khiến cho tình trạng ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Để hóa giải vận đen và chiêu mới may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 2. Tuổi Thân. Thương quan tác động, tuổi Thân cần duy trì phong độ vững vàng để có thể kiểm soát công việc của mình diễn ra trơn tru. Cứ lúc trồi, lúc sụt thì chẳng thể nói trước được điều gì. Có thể bạn dễ bị phân tâm bởi các yếu tố khách quan nên đôi khi làm việc còn chểnh mảng, tốn nhiều thời gian mà hiệu quả chẳng có cải thiện. Về tình cảm, bạn đang có một vấn đề nào đó khúc mắc với đối phương nhưng mãi chưa tìm được câu trả lời. Vậy thì cách giải quyết tốt nhất là hãy thẳng thắn trò chuyện với người ấy. Nếu cả hai bên đều giữ những ấm ức trong lòng thì tình sẽ càng tồi tệ hơn mà thôi. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng đông bắc, phía ngoài cửa chính của ngôi nhà mà thai phụ sinh sống. Do đó không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa, đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 3. Tuổi Hợi. Trong ngày hôm nay, công việc của người tuổi Hợi gặp nhiều trục trặc hơn hẳn. Dù bạn có khả năng hoàn thành công việc, song áp lực lại tăng cao, tinh thần làm việc của bạn bị xuống dốc nghiêm trọng, dễ mắc phải sai lầm không đáng có. So với thời gian trước thì trong những ngày cuối tháng này, tuổi Hợi phải cố gắng hơn rất nhiều để đạt được mục tiêu. Vận khí kém nên tuổi Hợi hầu như không gặp may về tiền bạc, mọi thứ bạn có đều đổi lại bằng sự phấn đấu không ngừng nghỉ. Vì vậy không nên để bị dụ dỗ theo lời mời mọc, tham gia các trò đầu tư ngoại hiểm. Tuổi Hợi cần quản lý chặt túi tiền của mình, đừng khoe của, tin tưởng nhầm người rồi lại trắng tay. Chuyện tình cảm cũng không mấy hanh thông, áp lực công việc dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực lên chuyện tình cảm. Tính tình dễ nóng nổi hơn trước, quyết định có phần vội vã. Các cặp đôi tranh cãi liên miên về tài chính, con cái, bất đồng quan điểm. Người độc thân có phần nhẹ lòng hơn vì vận đào hoa vượng. Bạn tạm hài lòng với các mối quan hệ thực tại và không quá tham vọng. Vào ngày này, tuổi Hợi cần đặc biệt lưu ý sức khỏe, có thể gặp họa xui xẻo từ đâu ập tới. Thời tiết nóng lạnh bất thường khiến chứng bệnh cũ tái phát, nhất là người cao tuổi hay người có cơ thể suy nhược. Ngoài ra, những người có bệnh mãn tính như hen suyễn, viêm họng, huyết áp cao, đau dạ dày cần hết sức lưu ý.
Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 4. Tuổi Tý. Ngày Dậu Tý tương phá, tử vi hôm nay dự báo người tuổi Tý có thể vấp phải chiêu trò cạnh tranh, phá hoại từ đối thủ hay kẻ tiểu nhân. Những điều bạn đạt được khiến đối phương sinh lòng ghen tị, ngấm ngầm tìm mọi cách để quấy rối, thậm chí đâm đặt để hủy hoại danh tiếng của bạn. Thiên tài xuất hiện mang tới cho Tý một vài cơ hội kiếm tiền từ nghề tay trái, nhưng bạn cũng đừng vội vàng bất chấp tất cả mà lao đầu vào đầu tư. Mọi thứ có thể không đơn giản như bạn nghĩ. Đừng quên hung vận trong ngày khá lớn, cẩn tắc vô áy náy, kẻo mất cả chì lẫn chài. Bù lại kim sinh thủy nên chuyện tình cảm rất thuận lợi, con giáp này vô cùng hạnh phúc, mãn nguyện khi tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Mối quan hệ rất hài hòa, bạn và người ấy có sự chia sẻ, thông cảm và thấu hiểu cho nhau. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Sẽ có ở dấu hiệu lừa gạt, cạnh tranh trong công việc ở những ngày cuối tháng này. Lời khuyên là bạn làm gì cũng phải tỉnh táo và bình tĩnh trong hợp tác làm ăn nếu không muốn uy tín bị sụt giảm. Đối với những kẻ tiểu nhân, không nên đối mặt trực diện, cần kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp. Thành công sẽ tới. Phương diện tài chính có vẻ khả quan hơn, thu nhập ổn định dù công việc khá áp lực. Tuy vậy, trong ngày 28 tháng 9 âm lịch này, tuổi Dần sẽ vung tay quá chán, tiền dù kiếm được nhiều nhưng tiết kiệm không được bao nhiêu. Chuyện tình cảm của tuổi Dần khá thuận lợi, tuy nhiên điềm báo có kẻ thứ ba xen ngang, phá hoại tình cảm lứa đôi. Sự hoài nghi, thiếu tin tưởng đã gây ra những mâu thuẫn, hiểu lầm. Tuổi Dần lại bướng bỉnh, ngạo mạn, không nhường nhịn nên mối quan hệ ngày càng căng thẳng. Bạn mệnh cần xem xét lại tình cảm của bản thân mình, xem là có đủ mạnh để vượt qua tất cả hay không. Khi tinh thần bất ổn, áp lực dồn nén thì cơ thể càng dễ suy nhược, dẫn đến các triệu chứng như mất ngủ, kém ăn, đau đầu, suy chức năng gan thận. Tuổi Dần cần chú ý dưỡng sinh bằng thực phẩm bảo vệ tốt gan, thận và hệ tim mạch của mình. Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc tác động nên đường tình duyên của những chú hổ lại kém sắc. Được cái này mất cái kia, nếu bạn cứ mải miết theo đuổi sự nghiệp như hiện tại thì chắc chắn sẽ đẩy tình yêu của mình tới bờ vực sụp đổ. Người độc thân cũng sẽ phải chịu cảnh cô đơn một thời gian dài nữa. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong khoảng thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 6. Tuổi Mùi. Hôm nay được coi là một ngày bận bịu nhưng đầy hiệu quả với người tuổi Mùi. Tỷ kiên mang tới cho bạn sự kiên định để thêm tự tin với lựa chọn của mình. Nhờ vậy, bạn có thể tập trung vào mục tiêu duy nhất, không còn loay hoay tìm kiếm trong mờ mịt nữa. Công việc khi đã mục tiêu rõ ràng thì cũng sẽ được giải quyết nhanh hơn. Vận tài lộc cũng không có gì phải lo lắng. Nếu có cơ hội tốt để tiết kiệm hay đầu tư thì Mùi hãy nắm bắt ngay nhé. Xong trước khi bắt đầu bất kỳ kế hoạch nào, bạn cũng cần phải tìm hiểu và suy tính thật kỹ để tránh mắc phải sai lầm trong quyết định của mình. Ngày thổ sinh kim giúp tình yêu cũng nở rộ, bạn và người ấy luôn biết quan tâm, chăm sóc cho đối phương, gia đình ngập tràn tiếng cười. Phải nói là bạn đang có một cuộc hôn nhân viên mãn, hạnh phúc, khiến ai ai cũng phải ghen tị. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an.
Quý vị thân mến, như vậy chúng tôi vừa chia sẻ cho quý vị 6 con giáp xui xẻo nhất trong ngày 28 tháng 9 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.